giếng khác, giếng này mình sẽ đánh tao hết tiền lót. Cái này đánh thằng Hoàng nghe. Xin bài đi. Quá trời giờ đến lọc phải không? Sợ thấy không? Có ơi ba ông đầm. Chửi. Ô con té trước chứ. Lại bỏ lại bắt được. Phải nó. Dạ đúng rồi, dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, bác rồi tính con đó mình tí. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà đúng rồi, đúng rồi. I'm out again. Nó chicken, nó ao cãi nó, con mà đánh. Trời đâm ơi, mày đánh. Gì mà dám chân nữa. Đó, trời, đứng có bài nó coi. Rồi, hai đồng mày, mày dở chơi bài mà mày chưa. Hai đồng, đánh thêm 20 nữa, 25 nữa. Nói chicken cho nó ra ngoài đi. Cho tiền nó mà nó còn chicken nữa nha. CEO nè, ủ 9 giờ. 10 đánh. 6 đồng. À, đánh thêm 20 nữa. Là 26 không? Giờ mày vô 20 nữa à, ok á. Ok. Phải lấy lại 50 hồi nãy ăn coi. Xì đâu? Xì đi. Chính. Rồi. Được, được chính. Rồi. 50. Ba chục. 20 tới 50. Rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Quyết định nha. Quyết định. Sao lấy chính của tôi? Ừ, đầm vô khóa sổ bên kia luôn. Đầm vô. Đầm. Đầm. Yeah. Game over. Sẵn đánh. Sẵn đánh. Yeah, that makes pretty sense. She can either win or lose. Bỏ she lose. Bỏ. Đâu có sẵn đâu, ở bệnh có đồ già đó. Có đồ già. Y chang luôn. I knew it, man. I knew it. Đánh cái là khóa sổ rồi.